Ngọc Sơn và Phạm Linh, Minh Thảo và Minh Hiền. Thủy Tiên và Sơn Lâm. Đến với chương trình Dance Your Fellow, bước nhảy ngàn cân. Mới gặp Lâm mình cảm thấy Lâm rất đẹp trai. Khi mà tiếp xúc với Lâm thì mình thấy tình cũng rất dễ thương và vui vẻ. Nhưng khi mà vào tập luyện thì ôi, Lâm là một người quá là nghiêm túc và quá là khắt khe. Đi! Bao nhiêu lần hả đi? Một động tác anh phải nhắc được trên 10 lần, hiểu không? Tập trung, tự tập đi. Ngày mai quay lại anh sẽ làm được chưa? Mình theo sát Tiên cả một ngày trời luôn, từ lúc mà tập nhảy, lúc ăn hoặc là đến lúc tập gym. Những lúc đó mình thật sự rất là thương Tiên. Tiên phải chịu quá nhiều cái áp lực. Tiên phải sống xa gia đình rồi không được ăn những món ăn mình thích nữa, mà còn phải tập nhảy liên tục. Thì lúc đó nhìn rất là thương. Lâm muốn nhắn với Tiên, Tiên chỉ cần cố gắng hết sức thôi. Và điều Lâm cần nhất của Tiên là Tiên không thể nào mong manh như vậy được. Tiên phải mạnh mẽ giống như là cơ thể của Tiên vậy, chứ không có được một chút xíu là muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc. Trong chương trình này mình tìm được một người bạn rất tốt, và mình muốn trân trọng một người bạn như Lâm. Và mình hy vọng là sau này mình về Hà Nội, mình và Lâm vẫn là những người bạn tốt với nhau, luôn luôn giúp đỡ và quan tâm nhau. Cảm ơn Lâm. Thủy Tiên này, cô hơi bạo chứ anh thì không bao giờ như vậy. Anh lúc nào cũng thì nhẹ nhàng. Thì đàn ông mấy anh hay nói lạnh quá thì để cho mấy em sưởi ấm chứ còn gì nữa. Không, anh không đủ tự tin để mà ôm một người con gái mà hung bấy như vậy đâu. Anh nhát lắm, thiệt. Người ta ôm anh mà. Don't you wanna stand?